Thái Anh ơi, Dạ. bây giờ cô và Thái Anh sẽ cùng nhau đếm luân phiên các số từ 1 đến 50 nhá. Dạ. Cô là người đếm trước, Thái Anh là người đếm sau này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 không đúng, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Chính xác, rất giỏi, cô khen Thái Anh nè. Ồ, yeah.